Cảm ơn các bạn đến với Phương's Kitchen, ẩm thực Hàn Quốc và các món bánh. Hôm nay Phương sẽ giới thiệu các bạn một món ăn rất là hot ở Việt Nam. Đây không phải là món ăn truyền thống Hàn Quốc mà là của giới trẻ thời nay. Đây là món sườn nướng cay sốt phô mai. Nhìn thì có vẻ như là cầu kỳ nhưng mà món này cực kỳ là dễ luôn. Phương xin mời các bạn vào bếp cùng làm với Phương nha. Hôm nay mình sẽ làm khẩu phần ăn cho 4 người. Mình dùng là 600g sườn. Sườn này mình sẽ rửa sạch với muối, lau cho khô, cắt thành những khúc vừa ăn. Phương sẽ tiến hành ướp thịt. Mình sẽ ướp vào đây là một muỗng cà phê bột tỏi. Nếu không có các bạn dùng tỏi tươi cũng được, nhưng mà bột tỏi thì nó sẽ cho miếng thịt của mình không có dễ bị khét. Và cái mùi tỏi của nó cũng dịu hơn, thì nó kết hợp với lại phô mai mozzarella hợp hơn. 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Tương ớt Hàn Quốc của Gochujang mình sẽ dùng là 1 muỗng cà phê. Phương sẽ để đường link ở bên dưới khung mô tả cho các bạn vào thăm trang blog nhà mình đọc kỹ công thức. 1/3 muỗng cà phê muối. Phương sẽ dùng thêm rượu. Các bạn dùng rượu trắng hoặc là rượu sake, rượu soju cũng được. Ở đây là rượu nấu ăn của Hàn Quốc. Mình sẽ dùng 2 muỗng cà phê. Tạo thêm vị cay và tạo thêm cái màu của nó đẹp mắt thì mình cho 1 muỗng cà phê bột ớt. Các bạn có thể cho thêm nếu mà mình thích ăn cay nhiều hơn. 1 muỗng cà phê dầu mè. Nãy giờ là mình dùng cái muỗng cà phê để mình đong đo cho các bạn dễ làm theo. 1 muỗng cà phê nước tương Hàn Quốc. Nước tương Hàn Quốc này có độ muối là 14%. Vậy là xong cái phần ướp thịt. Mình không có ướp quá mặn nha các bạn, tại vì lát nữa mình sẽ ăn chung với lại cái phần nước sốt nữa. Nếu mà không có thời gian, các bạn để cho khoảng chừng 30 phút cho thịt nó ngấm gia vị là được. Còn nếu mà có thời gian, mình có thể ướp buổi sáng và buổi chiều mình ăn. Cái khâu nướng thịt cho chín thì chắc Phương cũng không có cần giải thích gì nhiều ha. Các bạn dùng lò nướng bình thường hoặc là ở đây thì mình dùng là nồi chiên không dầu. Mình sẽ chỉnh chế độ là nướng thịt 180 độ C trong vòng 10 phút. Còn nếu mà miếng thịt của bạn mà to hơn thì tất nhiên mình phải nướng lâu hơn. Bây giờ mình sẽ pha phần nước sốt cay. Trong cái phần nước sốt cay này, Phương sẽ sử dụng 1 muỗng cà phê tỏi băm, tương ớt Hàn Quốc 40g, là khoảng 1 muỗng canh vuông. Mình sẽ dùng đường siro bắp của Hàn Quốc để cái món ăn của mình nó có cái độ sệt, móng bẩy. Mình dùng là 60g. 20g tương cà chua. Tăng thêm vị ngọt là 1 muỗng canh đường, 15g. Nước sốt này cũng cần phải cay nữa, mình cũng cho vào đây là 1 muỗng canh bột ớt. Các bạn có thể cho thêm nếu thích. Tại vì nhà mình có hai bé ăn cùng cho nên mình chỉ cho 1 muỗng canh. Và 4 muỗng canh nước. 1 muỗng canh nước tương Hàn Quốc. Vậy là mình đã xong cái phần sốt cay. Phương sẽ trộn đều. Và mình quay lại xem miếng thịt của mình đã chín chưa nha. Nồi chiên không dầu của Phương hiệu Philips 2250W thì phải. Mình thấy là nó nướng rất là vàng đều, các bạn có thể trở mặt và nướng thêm khoảng chừng 2-3 phút tùy cái độ vàng mình muốn. Đi kèm trong món ăn mình cần có phô mai là 150g và 70g bắp lon. Các bạn tùy thích có thể cho thêm hoặc là có thể bớt. Ngò tây thì nó hợp với mozzarella hơn là mình dùng hành lá. Bắt một cái chảo, cho vào đây là 1 muỗng cà phê bơ. Mình sẽ cho bắp lon vào đây và xào trước cho nó dậy mùi thơm. Hộp bắp lon này có trọng lượng là 150g, Phương chỉ dùng nửa lon. Mình chỉ cần đảo sơ vài cái cho nó thơm và mình trút ngay cái hỗn hợp nước sốt cay hồi nãy mình đã pha sẵn. Mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống và xếp cái phần thịt đã nướng chín vào đây. Để lửa nhỏ riu riu cho cái phần nước sốt có thời gian ngấm vào thịt. Mình trở đều miếng thịt. Trong vòng vài ba phút là mình có thể cho
phô mai mozzarella lên trên. Các bạn có thể dùng 150g đến 200g phô mai mozzarella thì nó mới có một cái độ dẻo và sệt. Còn nếu mà mình dùng ít quá thì nó sẽ không có được ngon. Nhiều quá thì Phương cũng ngại bị béo cho nên là cũng giảm lại chút xíu. Nhưng mà thật sự là món này nhiều phô mai thì mới ngon. Mình rắc lên trên là petersilie, là một loại ngò tây. Mình có thể dùng loại khô hoặc là dùng loại tươi. Hạ lửa đậy nắp cho cái phần phô mai này nó tan chảy ra. Khi mà mình trình bày mời thực khách thì mình sẽ bưng nguyên một cái chảo như vậy đặt lên bàn. Bên dưới thì mình sẽ mở bếp ga để lửa riu riu nhỏ nhỏ. Tại vì cái món này nó bằng nguội thì phô mai nó sẽ cứng lại. Khi ăn nóng thì phô mai nó có cái độ dẻo và sệt. Món này mình có thể ăn chơi, ăn không, ăn với cơm hoặc là hôm nay nhà mình ăn với bánh mì. Đây là bánh mì làm từ men chua tự nhiên Phương tự làm ở nhà. Có dịp Phương sẽ chia sẻ về cái loại bánh mì này. Video hướng dẫn của Phương đến đây đã kết thúc. Sau đây là phần cả nhà mình thưởng thức. Phương cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công. Và hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo. Yes, 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 yes.